Rồi mến chào hết tất cả anh em và các bạn cùng toàn thể các chú bác và con nông dân trên mọi miền tổ quốc nha. Thì đến với buổi sáng ngày hôm nay thì mình đi thăm lúa cái em 18 của mình kéo hàng nha các bạn. Và thứ nhất là cảnh báo về cái à, dịch hại các bạn thì dịch hại thì à, trên các cái trà lúa à, như à, đại thơm 8, OM18, RVT, ST thì à, cái à, giống đại thơm 8 là đang bị à, cái dịch rầy phấn trắng gây hại rất nặng các bạn. Và trên à, những cái à, chân ruộng xạ dày bón thừa phân đạm. Thì à, đặc biệt như à, những cái miếng ruộng của mình thì cũng à, <laughs> cũng có rầy phấn trắng gây hại chứ không không phải là không có các bạn thì mình cũng uh, có phun thuốc quản lý nha các bạn nhưng nó không có cái kiểu quản lý được uh, tuyệt đối các bạn khoảng 50% thôi thì nó cũng uh, được rồi thì uh, đối với cái uh, cái thứ hai là bữa nay là mình cập nhật cái thông tin về cái giá lúa để anh em và các bạn uh, tham khảo nha thì uh, hiện tại thì uh, trên cái uh, địa bàn xã Trung An, Trung Thạnh nào ở huyện Cờ Đỏ mình đó uh, các bạn thì uh, một số người thân mình là cũng là doanh nghiệp xây xác nha các bạn thì như cậu ba mình thì cũng có nhà máy cậu tư mình cũng có một nhà máy nữa và cậu sáu mình cũng có một nhà máy và dì bảy mình một nhà máy nữa và dì út mình một cái nhà máy nữa thì hiện tại thì bên cái người thân trong gia đình mình thì có năm cái nhà máy xây xác nha các bạn thì chạy cũng công suất lớn thì bình quân mỗi nhà máy nó chạy một ngày đêm thì 400 nhà máy lớn thì chạy 700 tấn lúa nha các bạn thì ngày hôm qua đó là ông cậu thứ tư mình không có ra nhà mà em mình chơi thì cậu tư đó là ông mấy nói vấn đề là về giá cả thị trường và tình hình lúa gạo thì hiện nay thì tất cả các cái nhà máy thì lúa gạo đặc biệt là cái giống đề 28 8 thì rất là ế ẩm nha các bạn và không có tình hình mua bán nhu cầu xuất khẩu đồ này nọ các thứ thì nó không khả quan và cái giá mà một cái doanh nghiệp mà lớn ở khu vực mình đó thì ở trong cái cái địa bàn huyện cờ đỏ mình thì có những doanh nghiệp lớn gồm như vinacam thì đó là cũng là tập đoàn lớn rồi hưng phước hiếu nhân thì đó là của chỗ anh bê cắt thì ví dụ như nhà máy tâm lan thì chỗ anh tròn với chị lan thì cũng là một trong những cái doanh nghiệp lớn ở khu vực mình mà chỗ cái hiếu nhân là một trong những doanh nghiệp lớn có liên kết uh, bởi như nhà nước cũng như là những cái uh, tập đoàn lớn khác thì uh, hiện tại thì ví dụ như ở địa phương mình đó, cái khu vực địa phương mình thì có anh lành anh lành ảnh là làm cò lúa các bạn thì anh mua cho nhà máy hiếu nhân là chỗ anh cắt đó thì uh, hồi uh, lúa tầm giai đoạn khoảng một tháng đến uh, 40 ngày thì lúc đó mình có nói chuyện với anh Lành và mình hỏi tham khảo về giá đã lúa đại thâm 8 thì ngay lúc đó thì ở dưới thị trường bạc liêu thì nó giá thành nó khoảng 5.700 các bạn thì ở bạc liêu nó dao động 5 năm 5 9. thì anh Lành anh nói ví dụ cái giới với cái trà lúa đông sưng thì chỗ doanh nghiệp hiếu nhân thì đưa ra cái giá thành là 5 tám và doanh nghiệp hiếu nhân đại tài đồ cũng là một những doanh nghiệp lớn và mua cái lượng lúa gạo sóc trăng bạc liêu hậu giang đồng tháp tiền giang long an hoặc là ở an giang kiên giang đồ là cái lượng rất lớn nha các bạn và người ta cho ra cái giá đó thì hiện tại thì ở chỗ cái doanh nghiệp hiếu nhân thì mình biết nó có liên kết với tập đoàn lộc trời về vấn đề thu mua lúa gạo tại địa bàn với cái sự liên kết với, với những cái hợp tác xã ở địa phương nha các bạn thì cái tập đoàn lộc trời và doanh nghiệp hiếu nhân đó là đưa ra cái giá là mình thấy là nó rất chuẩn các bạn chuẩn trong một cái vụ đó luôn ví dụ người ta đã định một cái giá đó thì mình thấy là trong ba cái vụ liền gần đây thì là tập đoàn lộc trời và chỗ doanh nghiệp thiếu nhân là cho ra cái giá thành là nó không có lệch ví dụ nó lệch cái nó lệch giá nó trượt ví dụ trượt giá một hai trăm đồng là so với cái thời điểm mà nó hút thôi nha các bạn còn cái giá đó các doanh nghiệp thiếu nhân đưa ra thì mình thấy là nó rất là ổn định và giá đó nó sẽ kéo dài suốt trong một vụ thì hiện tại thì mình biết thì giá thành khoảng là năm tám thì là ở bên doanh nghiệp thiếu nhân người ta mua còn đặc biệt riêng về mấy cậu mình thì hiện tại cũng chưa có mua vô nha các bạn năm cái doanh nghiệp của nhà máy suy xét của mấy cậu mình là hiện tại là chưa có động thái là mua lúa nha các bạn và tình hình là nó sẽ kéo dài trong suốt vụ đông xuân này là cái giá lúa nó sẽ không có tăng thì tùy theo từng cái vùng miền khu vực địa phương thì các bạn thấy là cái trên cái những cái bà con nông dân và cũng có một số cái nha cái nhà, nhà đầu tư tại địa phương của các bạn thì cũng có số người người ta mua về người ta dựa đó các bạn thì người ta mua lúa dựa đó thì mình nếu mình chốt cái giá được khoảng 6 ngàn thôi với dưới tám thì các bạn cũng nên cân nhắc các bạn theo lời khuyên của mình thì giá nếu mà 6 000 được thì cũng nên bán thì giá đó thì nó cũng đảm bảo là cái 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 vốn chúng ta có thể quay về được và nó cũng đảm, bảo được cái yếu tố là không bị lỗ trong bộ đông sưng này các bạn thì mình thấy đài hôm tám là hiện tại đến thời điểm này thì à, tỷ lệ mà cho năng suất cao thì chiếm khoảng 30 phần trăm nông dân ở khu vực mình và 70 phần trăm còn lại là cho năng suất thấp do lý do là bảo quản cái các, các cái dịch hại trên ruộng không tốt nha các bạn và xạ dày thì cái phấn trắng tấn công thì nó làm mà mất đi năng suất cái giai đoạn sau rất lớn thì đó là một số cái thông tin mà mình à, chia sẻ giá cả thị trường cũng như là một à, cái một số quan điểm của mình nhận định như vậy thì anh em có cảm thấy cái nào phù hợp có thể áp dụng được cho mình thì áp dụng và anh em nào có cái gì đó hay thì cứ chia sẻ và mình cũng cảm ơn tất cả những anh em đã có ý kiến trong kênh của mình trong suốt thời gian qua rồi thôi chào tất cả anh em và các bạn